Mà bây giờ thì họ sẽ mang tán mình định hướng tới để mở cửa đúng không ạ? Đồng thời là chiến sĩ mang B-41 đang làm mọi công tác chuẩn bị để chuẩn bị ngắm và bắn vào mục tiêu theo quy định. Vì chúng ta đã biết đây là một cái loại súng mà mã lực mạnh và được trang bị cho từng người sử dụng trong đội hình chiến đấu của tiểu đội. Quan trọng nhất của súng B-41 đây là ở quả đạn. Và để đạn mà nổ và bắn trúng vào mục tiêu thì đòi hỏi chúng ta phải liên kết giữa bộ phận ống thuốc phóng, ống thuốc đẩy và đầu đạn. Và hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến phần bắn đạn thật này, và khi tiếng nổ của B-41 thì có thể nói là đinh tai nhức óc và chắc là chúng ta sẽ phải bịt tai lại. Giờ là hành động giá mìn DH-10 của các thành viên đội chơi quân khu 9 sử dụng DH-10 để mở cửa. Đây là một trong những cái phương pháp mà đã được cha ông ta vận dụng một cách có hiệu quả trong chiến tranh giải phóng trước đây. Vâng, rất hiệu quả thì đúng hơn, bởi vì là hầu như tất cả các trận tấn công của chúng ta đều là phải mở cửa bằng mìn, và không phải chỉ bằng một hai trái mìn mà bằng các cái trái mìn liên kết với nhau thành một cái giá như là 9 quả mìn liên kết ở trong vòng 2 này. Vâng, chúng ta hãy chờ đợi nhé, để xem mìn định hướng sẽ nổ như thế nào. Để đưa được bộ binh vào trong cái mìn đã nổ. Rồi ạ. Tiếp tục là đến B-41. Bây giờ chúng ta hãy chờ đợi tiếng nổ của B-41. B-41 như thế nào? Mọi người B-41 đang rất tập trung. Rất tập trung. Wow, đạn đã nổ. Có trúng không ạ? Hình là trúng rồi. Trúng rồi. Vỗ tay và sự hoan hô của các 1.200 chiến sĩ của trung đoàn 1 đang có mặt tại thao trường. Các chiến sĩ đang cầm trên tay một cái quả tên lửa nhỏ. Nó giống như hình bông hoa chuối, nhưng thực ra nó là quả tên lửa nhỏ. Và khi nó được phụt ra ấy, thì theo tôi được biết là khi nó bay ra khoảng 11 mét thì nó mới bắt đầu là phóng, thì cái động cơ nó mới khởi động để phụt lửa, để tránh cái nguy hiểm cho cái người bắn súng. Rút pháo vào. Chạy mê, nó chạy mê. Chạy mê nhanh lên. Cầm súng. Wow, mìn định hướng đã nổ rồi. Vâng, những tiếng mìn này chưa là gì so với tiếng nổ của B-41. Chúng ta cần phải chuẩn bị bịt tai. Còn nữ thắng đang ngắm rất kỹ. Wow. Nếu có tiêu gì được mục tiêu không? Vẫn trượt rồi. Thấp. Dưới nữa. Vẫn thấp. Vâng, đây là thằng Đức Thắng. Tôi nghĩ rằng là quả đạn chưa vào được mục tiêu. Không sao đâu, thằng ơi, em còn nhiều cơ hội lắm. Đúng rồi, đây mới chỉ là trận thứ 2 trong chương trình quân khu số 1 mà thôi, rồi chúng ta vẫn còn một lượt về nữa. Và chúng ta cùng đợi kết quả từ tổ trọng tài. Yeah.